phấn đấu về đích 2 tháng cuối năm. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có sự cải thiện hơn so với các tháng trước khi dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng của đất nước đã từng bước tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa là một điểm sáng với mức xuất siêu kỷ lục trên 18,7 tỷ USD. Sản xuất công nghiệp tháng 10 tiếp tục khởi sắc, mở ra hy vọng sớm phục hồi và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2020, đặc biệt là ngành chế biến chế tạo với mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Thương mại dịch vụ trong tháng 10 tiếp tục xu hướng tăng. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tháng 10 khởi sắc tăng 18,4% so với tháng trước, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 10,4% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 10 cũng tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 10 tăng 7,6% so với tháng trước. Với kết quả đó, tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, mặc dù lũ lụt nghiêm trọng, nhưng khả năng năm 2020 có thể đạt mức tăng trưởng 2-3%. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cùng nhiều rủi ro từ bên ngoài như căng thẳng thương mại, bất ổn tài chính toàn cầu, ngành công nghiệp và xây dựng của nước ta tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là một số đối tác lớn. Lĩnh vực dịch vụ, tiêu dùng phục hồi chậm, Thủ tướng lưu ý Bộ Công Thương và các địa phương phải kích cầu tiêu dùng mạnh hơn, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành cần có kế hoạch tăng tốc 2 tháng cuối năm, chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch năm 2021. Cụ thể, đẩy nhanh tiến trình phục hồi kinh tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng 2,5-3%, nhất là nhân rộng mô hình chuỗi giá trị đối với từng loại sản phẩm ưu tiên, tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng, tiếp tục khơi thông xuất khẩu vào các thị trường trọng điểm, đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gồm vốn ODA. Tuy nhiên, cần đảm bảo chất lượng, không hình thức, lãng phí. Ký kết quy chế phối hợp giữa Tổng cục Quản lý Thị trường và Tổng cục Du lịch nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, bảo vệ quyền lợi của khách du lịch Việt Nam. Ngày 30 tháng 10, Tổng cục Quản lý Thị trường và Tổng cục Du lịch đã ký kết quy chế phối hợp. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp tiếp nhận và xử lý những phản hồi liên quan đến hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng đo lường, giá an toàn thực phẩm, hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thống nhất trao đổi thông tin, tài liệu, dữ liệu về các phương thức, thủ đoạn hoạt động xâm phạm quyền lợi của khách du lịch. Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ tiếp nhận phản hồi và xử lý phản hồi của khách du lịch liên quan. Triển khai cái ứng dụng này thì đối với cả phía Tổng cục Du lịch thì sẽ kết nối được ba cái thành phần rất là quan trọng. Cái thứ nhất là những người khách, người dân và những người đi du lịch sử dụng sản phẩm du lịch. Cái thứ hai là các cái đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, ví dụ như khách sạn, nhà hàng, các tour lữ hành, các quán ăn vân vân. Cái thứ ba quan trọng là mới tham gia vào đấy là các cái cơ quan quản lý nhà nước, ở đây là Tổng cục Du lịch và Tổng cục Thị trường. Thì có bất kể những cái hành vi gian lận thương mại nào xảy ra thì người dân và khách du lịch thì đều có thể thông qua những cái ứng dụng như thế này để có thể phản ánh kịp thời đến các cái đơn vị của chúng tôi là Tổng cục Thị trường. Chứng kiến lễ ký quy chế có Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Tại sự kiện, ban tổ chức đã giới thiệu và hướng dẫn trải nghiệm ứng dụng du lịch an toàn. Thông qua ứng dụng, du khách có thể tìm kiếm thông tin về các điểm đến an toàn, tương tác với các đơn vị cung ứng dịch vụ, đưa ra đánh giá phản hồi, giúp cơ quan chức năng tiếp nhận và xử lý kịp thời khi có sự việc phát sinh với sự tham gia tích cực và hiệu quả của Tổng cục Quản lý Thị trường. Lập kỷ lục mới xuất siêu đạt hơn 18 tỷ USD. Tiếp nối kỷ lục xuất siêu thời gian qua, tính chung 10 tháng đầu năm, cán cân thương mại cả nước đã xuất siêu 18,72 tỷ USD, đây là con số xuất siêu kỷ lục. Tính riêng trong tháng 10 năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 26,7 tỷ USD, giảm 1,7% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 229,27 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong 10 tháng, có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD. Điện thoại và linh kiện là hai mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 42 tỷ USD, chiếm 18,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Về nhập khẩu, tính chung 10 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 210,55 tỷ USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Có 34 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD sau 10 tháng. Tính chung 10 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục 18,72 tỷ USD. Riêng trong tháng 10, ước tính xuất siêu 2,2 tỷ USD. Con số xuất siêu này đã vượt qua cả con số xuất siêu 99 tỷ USD của cả năm 2019, mức cao nhất trong 4 năm liên tiếp xuất siêu của Việt Nam. Xuất siêu có điều đáng mừng là giúp tăng dự trữ ngoại hối, là động lực giúp doanh nghiệp gia tăng sản xuất. Không để thiếu hàng, sốt giá sau bão và dịp cuối năm. Thông tin tại cuộc họp Tổ điều hành thị trường trong nước thường kỳ tháng 10 diễn ra ngày 30 tháng 10, tình hình bão lũ ở miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, hoạt động mua bán hàng hóa tại một số địa bàn bị gián đoạn, giá một số mặt hàng tăng cục bộ. Tuy nhiên, theo các chương trình thiện nguyện và việc đảm bảo dự trữ hàng hóa mùa mưa bão được thực hiện nghiêm túc, nên người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão lũ vẫn cơ bản được cung ứng đủ thực phẩm thiết yếu. Lợn hơi là một trong số mặt hàng thiết yếu, đang có sự tăng giá nhẹ 1.000 đến 3.000 đồng 1 kg những ngày gần đây. Sau một thời gian điều hành bằng các giải pháp tương đối mạnh, đưa giá về dưới 60.000 đồng 1 kg. Để góp phần ổn định thị trường và giá cả hàng hóa, thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động tích cực. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường đã bám sát địa bàn, tập trung kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm vi phạm về tăng giá hàng hóa dịch vụ, thu gom tích trữ hàng hóa để chớp thời cơ tăng giá. Bên cạnh đó, thời gian qua, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm tốt hoạt động kết nối cung cầu, đẩy mạnh đưa hàng hóa, đặc biệt là nông sản đến các địa phương có sức mua lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần bình ổn giá cả, giúp hàng hóa lưu thông tốt hơn. Từ nay đến cuối năm, đây là hoạt động tiếp tục thực hiện mạnh. Thúc đẩy giải ngân vốn ODA. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mức giải ngân vốn nước ngoài đã tăng từ 21,26% trong 8 tháng lên 30,15% trong 10 tháng, cao hơn cùng kỳ năm 2019. Trong đó, số vốn giải ngân của các bộ cơ quan trung ương là 5.824 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 27,07% so với dự toán được giao. Số vốn giải ngân của các địa phương là 12.256 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 31,87% so với dự toán được giao. Điều này cho thấy vốn giải ngân ODA đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn thấp. Tại hội nghị trực tuyến với các bộ cơ quan địa phương về tình hình thực hiện giải ngân các chương trình dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài mới đây, lãnh đạo chính phủ, ban ngành đã chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc trong việc giải ngân vốn ODA như vướng mắc trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự án không đảm bảo yêu cầu, công tác lập giao, phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ODA còn chậm, chưa sát với tiến độ thực hiện và nhu cầu của các dự án, vốn đối ứng không được bố trí đầy đủ và kịp thời. Để thúc đẩy giải ngân vốn ODA, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung nêu rõ giải pháp, thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, không đá quả bóng từ tỉnh lên trung ương, phải sắn tay vào cuộc, quyết chí trong lãnh đạo, phấn đấu đến cuối năm đạt được tỷ lệ giải ngân cụ thể. Địa phương nào không làm được thì báo cáo Thủ tướng điều chỉnh vốn, cắt vốn, thậm chí sang năm 2021-2022 không bố trí vốn nữa, phải có chế tài mạnh mẽ. Ngoài ra, lãnh đạo chính phủ cũng đề nghị Bộ Tư pháp và các bộ ngành phải rà soát kỹ càng những vướng mắc về thể chế pháp luật để công tác ngày càng hiệu quả. Mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng đam mê lớn, nâng tầm từng khát vọng, chắp cánh những ước mơ. PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới. Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn thực hiện tốt sứ mệnh, đảm bảo đi trước một bước, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân. Đến nay, 100% số xã, 99,98% số hộ đã có điện. Điện đã góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tận hưởng cuộc sống, đặc quyền vượt trội, hỗ trợ toàn cầu. Đong đầy hạnh phúc, sống trọn đam mê. Việt Tin Banh nâng giá trị cuộc sống.
phân bón Phú Mỹ, hoan hỷ mùa màng. Hạt trong nhanh phát, lá xanh vương cành nhờ đạm Phú Mỹ. Chăm tốt cây trồng, đẳng cấp châu Âu DAP Phú Mỹ. Bột miễn tùy chọn Cali Phú Mỹ. Công nghệ hóa học, một hạt ba chất, một màu đồng nhất, lại chứa TE, NPK Phú Mỹ. Trọn bộ sản phẩm chất lượng đỉnh cao, dinh dưỡng đủ đầy. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.